Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Chúa Nhật lễ Hiện Linh. Mời anh chị em đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Judea trong thời vua Herod. Có những đạo sĩ từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người ở phương đông và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết Đức Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ tâu vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Judea vì có vị tiên tri viết rằng cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Juda ngươi không phải là nhỏ bé nhất trong các thành của Judah vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh chăn dắt Israel dân ta. Bây giờ vua Herode ngầm triệu các đạo sĩ tới, hỏi cặn kẻ về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện cho họ, rồi vua phái họ đi Bethlehem và dặn rằng các ông hãy đi tìm hỏi cặn kẻ về hài nhi, rồi khi đã tìm thấy hãy báo tin lại cho trẫm để trẫm cùng đền thờ lại người nghe nhà vua nói, họ ra đi, và kìa ngôi sao họ thấy ở phương đông lại đi trước họ, cho đến khi dừng lại nơi hài nhi ở. Nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Khi vào nhà, họ thấy hài nhi cùng với bà Maria mẹ người, và họ phụ phục thờ lại người. Rồi mở tráp ra, họ dâng tiếng người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Khi đã được báo mộng đừng trở lại gặp vua Herode, họ đi đường khác trở về xứ sở của mình. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến các nhà đạo sĩ phương Đông gặp vua Herode và đặt câu hỏi. Đức vua dân Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu? Câu hỏi đã làm cho nhà vua cùng với dân thành Jerusalem bối rối. Hans Christian Andersen đã viết về câu chuyện kể một cô bé nghèo khổ phải đi bán riêng. Giữa mùa đông giá lạnh rồi cô bé đã từ giã cõi đời trong đêm giao thừa câu chuyện với tựa đề cô bé bán diêm, anh chị em thân mến Nội dung câu chuyện kể về cô bé bán diêm là Cô sống trong một gia đình khá giả Nhưng do mẹ mất sớm Và người bà yêu quý cũng qua đời Nên tài sản tiêu tăng Em phải sống chui rút trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa. Vì quá nghèo khổ nên em phải đi bán diêm cho người bố rất tàn nhẫn hay đánh đập em. Vào một ngày cuối năm, em không bán được que diêm nào cả. Trước khi đi ra khỏi nhà, em có mang một đôi giày mà mẹ em đã để lại nhưng nó lại quá tốt một chiếc giày đã bị xe ngựa cán qua và chiếc còn lại thì bị một thằng bé xấu tính ném mất cho nên em không dám về nhà vì sợ cha đánh em lang thang đi ngắm những món hàng được trưng bày lộng lẫy sau cửa kính của các cửa hàng Đêm giao thừa trời giá rét. Em ngồi nép vào góc tường giữa hai ngôi nhà và người dân thì bận rộn mua sắm cho những ngày lễ, họ chỉ đi lướt qua em và chẳng ai quan tâm đến em. Đêm càng giá lạnh, em đánh liều quẹt que diêm để sưởi ấm. Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mộng tưởng đến với em. Lần thứ nhất em thấy một cái lò sưởi lần thứ hai em thấy bàn ăn và một con ngỗng quay đang được đặt trước mặt lần thứ ba em thấy cây thông noel hiện ra và lần thứ tư em thấy bà hiện về với em vì em sợ bà đi mất nên em đã quẹt hết một bao diêm để níu giữ bà ở lại và cuối cùng cô bé đã chết vì trời lặng anh chị em thân mình cô bé bán diêm đã quẹt hết cả bao diêm với những ước mơ nhưng những ước mơ đó chẳng bao giờ được hiện thực và em đã phải mang các ước mơ đi theo với mình sang bên kia thế giới bởi thế giới này vắng bóng tình thương vắng bóng sự thông cảm và có quá nhiều trái tim lạnh giá. Có lẽ mùa đông không lạnh bằng cái lạnh của những trái tim vô cảm. Bởi thế có người đã nói, nơi lạnh lẽo nhất không phải là bắc cực, mà là nơi không có tình thương. Thưa anh chị em, Giữa một không gian ảm đạm được dệt lên bởi một xã hội con người quá sống hưởng thụ ích kỷ giữa những tảng băng giá lạnh được đúc nén bởi những con tim vô cảm không còn có những nhịp đập yêu thương đã vang lên một câu hỏi đức vua dân do thái mới sinh ra ở đập vâng đó cũng là câu hỏi mà muôn người đang đứng trong giá lạnh những con người khốn khổ như cô bé bán diêm đang chất vấn từng người ki tô hữu chúng ta thưa anh chị em quả thật ngôi lời đã nhập thể làm người mà người ấm tình thương từ trời xuống để sửa ấm nhân gian để tái tạo lại mối tương quan giữa trời và đất giữa con người với con người thế nhưng thưa anh chị em những kỳ tô hữu chúng ta đã làm gì vâng chúng ta đã làm gì để hơi ấm tình thương được mang đến từ trời lan tỏa ra để xóa tan cái giá lạnh nơi không gian đang thiếu vắng tình thương này biến cố ngôi lời nhập thể là một biến cố trọng đại thiên chúa đã tỏ lòng thương xót nhân loại và khi nhập thể làm Đức Kitô đã tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đi trước chúng ta và nhờ tình yêu này chúng ta có thể cây dựa để được gắn bó xây dựng cuộc sống. Nói như Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Ánh Sáng Đức Tin. Tình yêu mà Đức Kitô đã tỏ bày không chỉ gói gọn trong những cảm xúc chóng qua của con người nhưng thưa anh chị em đó là ánh sáng chiếu soi cho nhân loại nhận biết được rằng họ được chúa yêu thương và để bắt đầu một cuộc hành trình yêu thương có nghĩa là con người được mời gọi từ bỏ việc đề cao cái tôi của mình từ bỏ việc khép kín cuộc sống của chúng ta trong cái tôi riêng để đi về phía người khác để xây dựng một mối liên hệ lâu dài đó là tình yêu của sự hiệp thông với người mình yêu tình yêu đích thực kết hợp tất cả các yếu tố của con người chúng ta và trở thành một ánh sáng mới hướng dẫn đến một cuộc sống cao đẹp và sung mãn thưa anh chị em Tình yêu đó đã được Đức Kitô tỏ bày và được gọi là chân lý của sự sống. Điều mà nhân loại đang ra sức tìm kiếm, chân lý mà chúng ta tìm kiếm đem lại ý nghĩa cho bước đường của chúng ta đi soi sáng chúng ta khi chúng ta được tình yêu chạm đến. Ai yêu thì hiểu rằng tình yêu là một kinh nghiệm về chân lý sự sống. Chính nó mở mắt cho chúng ta thấy toàn thể thực tại cuộc sống một cách rất mới mẻ trong sự kết hợp với người mình yêu. Ba nhà đạo sĩ phương Đông đã nhận ra ánh sáng chân lý tình yêu này và đã vội vàng lên đường tìm đến không sợ hãi không nghi nan. Cho dấu rằng trên đường đi có lúc ánh sáng chỉ đường như biến mất, nhưng các ngài không sờn lòng nạn chỉ. Bởi ở giữa trần gian ô trọc này, sự xuất hiện của vị vua yêu thương nhằm đưa nhân loại ra khỏi giá băng do bởi thiếu vắng tình yêu thì quả thật là một tin vui khôn xiết kệ. Phải tìm cho bằng được để diện kiến, để bái lại bởi ba nhà đạo, đạo sĩ đã khám phá ra ánh sáng chiếu tỏa nơi ngôi sao lạc chính là chân lý mà các ông đang ra sức tìm kiếm các ngài là những con người thiện tâm tìm kiếm chân lý và trên dương gian này trong mọi thời mọi lúc vẫn còn có vô vàn con người khao khát chân lý như các ngài cũng đang trên đường tìm đến với đấng mang lại sự sống thật và trên con đường tìm chân lý này họ cũng rơi vào tình trạng bối rối như các nhà đạo sĩ xưa khi ánh sáng chỉ đường như biến mất chỉ còn là những bạn tối của sự dối trá của những chủ nghĩa lừa lọc nhất là trong thời đại hôm nay thưa anh chị em với một chủ nghĩa chủ trương sống thực dụng người ta đã chỉ ra rằng chân lý không ở đâu khác ngoài chính con người những gì mà con người cảm thấy thỏa mãn cho chính mình thì đó là chân lý đừng tìm kiếm đâu xa hậu quả của chủ trương như vậy đã dẫn đưa con người đến chỗ hủy hoại hủy hoại nền tảng gia đình khi cho rằng hôn nhân chỉ là sự đồng thuận sống chung với nhau giữa hai con người. Hủy hoại sự sống khi chủ trương rằng người mẹ có quyền tự do cho đứa con được sinh ra hay là giết chết nó. Hủy hoại phẩm giá con người khi khuyến khích tự do tình dục không có bất cứ một rào cản nào. Thưa anh chị em, đứng trước bóng đêm như thế thì đâu là ánh sáng giúp những người thiện tâm tìm thấy chân lý đích thật họ đang hỏi chúng ta những người ki tô hữu đức vua dân do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu có lẽ chúng ta cũng đang bối rối để đưa ra một câu trả lời chuẩn xác bởi chúng ta hầu như cũng đang bị chi phối bởi bóng tối này. Mắt của chúng ta dường như cũng đang bị che lấp bởi chủ trương thực dục như thế. Trong đêm Giáng sinh, sau thánh lễ đoàn người viếng hang đá, em bé ngước mắt hỏi mẹ nó, Mẹ ơi, Chúa Hài Đồng nằm ở đâu hả mẹ? Quả thật giữa một rừng bóng đèn nhấp nhóa Phủ kín cả hang đá Đứa bé chẳng thấy Chúa hài đồng đâu cả Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã than thở Người ta đã biến đêm cực thánh trở thành lễ hội giải trị Đã biến cái chính yếu trở thành cái phụ Và những đồ trang trí trở thành tiệp nhẫn của đêm Giáng sinh và người ta chẳng còn thấy Chúa Hai Đông ở đâu cả. Và có lẽ đức tin công giáo của chúng ta ngày nay cũng đang bị nhấn chìm giữa những hình thức bên ngoài lộng lẫy trong những dịp tổ chức lễ theo phụng vụ. Để rồi nội dung chính yếu của việc tôn thờ cũng bị mất hút. Và vì thế, chúng ta cảm thấy bối rối để có thể đưa ra một câu trả lời. Đức vua dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu. Thưa anh chị em, mừng lễ hiện linh hôm nay một lần nữa lại đặt cho chúng ta người ký tô hữu lời chất vấn. Lời chất vấn mà ba đạo sĩ đã đặt với vua hê -đề, vua dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu. Để rồi chúng ta có trách nhiệm đưa ra một câu trả lời cho những người đang thành tâm tìm kiếm chân lý. Và để có được một câu trả lời đúng đắn, đòi hỏi chúng ta trước tiên phải là hoán cải trở về. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta phải làm một cuộc hoán cải trở về con đường của tin mừng. Sống đúng với lương tâm của người công giáo. Để chúng ta thực sự trở thành ánh sáng chỉ đường cho nhân loại tìm đến nguồn sống đích thật. Vâng, việc chiếu soi ánh sáng tin mừng tình yêu được khởi sự tình niềm vui tín thác vào tình thương của Chúa trong đời sống đức tin của chúng ta. Nhà văn Mỹ Helen Keller đã tâm sự Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi dần vâng thưa anh chị em bên cạnh những nỗi đau con người phải gánh chịu người ta vẫn có thể nhận ra được những điểm tích cực của nó bằng một tâm hồn lạc quan biết tin tưởng vào những gì đẹp đẽ của cuộc sống bởi cuộc sống là quà tặng của thiên chúa tình yêu vì vậy chúng ta những người kitô hữu hãy chiếu tỏa ánh sáng của niềm hy vọng vào cuộc sống này bằng một trái tim đầy áp yêu thương theo lời mời gọi của tin mừng các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con và đó chính là dấu chỉ dẫn đưa nhân loại đến gặp được đức kitô và đó là câu trả lời chuẩn xác đức kitô hiện đang ở đây lạy chúa Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con đã được trao cho ánh sáng đức tin để diễn để được diễn tả qua ánh nến lung linh. Thì xin cho ngọn nến của chúng con luôn cháy sáng mãi trong đời sống Kitô hữu của chúng con, cháy sáng mãi bằng một đời sống tín thác vào tình thương của Chúa với một tâm hồn lạc cháy sáng mãi với một trái tim đầy ắp yêu thương để cho đi, để trao ban, để phục vụ. Ánh sáng cháy mãi để chúng con có thể làm cho nhân loại nhận ra rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúa đang hiện diện ở giữa nhân loại này và trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. AMEN